Xin kính chào quý thầy cô giáo, kính chào quý phụ huynh, kính chào tất cả các bạn đồng học. Xin kính chào mọi người. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học tập chương tiếp theo trong giáo trình Luân lý giáo khoa thư. Ở chương này chúng ta sẽ cùng nhau học tập bổn phận đối với học đường. Trong chương này của chúng ta có 13 bài. Đây đều là những lời nhắc nhở rất hay, rất cần thiết. Nếu như trong chương đầu tiên là những lời răn dạy bổn phận của con cái đối với ông bà, cha mẹ, anh em, chị em, đối với gia tiên, đối với dòng họ, hay là đối với những người thân thuộc. Khi các con đã tiếp thu được giáo dục gia đình tốt rồi, thì tiếp theo tiến một bước nữa là giáo dục nhà trường. Cho nên là đến với nhà trường thì chúng ta cũng phải có bổn phận. Nó khác với suy nghĩ của nhiều người ngày nay là tôi đến đó thì tôi sẽ học được cái gì, tôi sẽ nhận được cái gì từ thầy cô. Còn người xưa thì dạy chúng ta là đến đó chúng ta phải làm gì, chúng ta phải làm thế nào, chúng ta phải học tập như thế nào để có được lợi ích. Điều này không phải là chúng ta ngày nay ai cũng hiểu rõ. Do vậy cho nên đối với những giáo trình như thế này thì tôi thiết nghĩ là chúng ta cũng làm một cái phép thử để xem là bản thân chúng ta có còn bị vướng mắc ở chỗ nào hay không. Nếu chúng ta làm tốt rồi thì xin chúc mừng quý vị. Còn chúng ta vẫn còn chưa tốt, vẫn còn có những điểm cần phải nỗ lực hơn thì chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thiện. Bản thân chúng tôi cũng cảm thấy là cái việc học tập này rất quan trọng. Sau mỗi một bài thì là những lời răn nhắc để mình phải cố gắng hơn. Những điều nói ra không phải là đã làm được hết rồi. Nhiều điều vẫn chưa làm được. Thế nhưng mà không phải vì vậy mà ngại không nói ra. Bởi vì các thầy của tôi cũng có dạy là chưa làm được cũng phải nói. Nói để làm gì? Nói để mà xấu hổ, để mà làm. Mình nói ra những điều mình chưa làm được là để mình tự nhắc chính mình, để mà cố gắng, để mà học tập. Bởi vì xác định là học tập suốt đời, chứ không phải là đến một giai đoạn nào đó thì chúng ta không học nữa. Thì đây không phải là cái quan điểm đúng, không phải là cái cách hoàn thiện tốt của chúng ta. Tôi có một vị phụ huynh, cô ấy có lần cũng đã trao đổi là chồng cô ấy nói với cô rằng là bây giờ tại sao lại còn có người mà lại học tập nhiều thế? Bây giờ công việc cũng có rồi, bằng cấp thì cũng không phải cao nhưng mà cũng đủ để mà làm việc rồi. Mà tại sao mà lúc nào cũng thấy học? Những người như thế thì hiếm quá, bây giờ hiếm quá, quý quá. Thì chú cũng động viên chúng tôi như thế. Thì cô có nói lại. Thế nhưng mà thưa quý vị là việc học thì có lúc nào là đủ? Nhất là chúng ta học đạo đức thì người xưa dạy chúng ta đây là môn học suốt đời không thể tốt nghiệp được. Đó là sự thật. Thế còn hôm trước chúng ta nói vui với nhau là trong các lớp học thì thi thoảng lại có những bạn không thấy lên học nữa, tức là học được một vài buổi thì bỏ. Thì chúng ta cũng nói vui là tốt nghiệp rồi.
Nhưng mà tốt nghiệp như vậy có nghĩa là bỏ cuộc, không học nữa, cảm thấy không thể khế nhập được với những lời dạy của Thánh Hiền. Cho vậy cho nên là đã bỏ học nửa chừng, rất là đáng tiếc. Còn chúng ta khi thấy học tập nó quý như thế này rồi, tuyệt vời như thế này rồi, thì mỗi một lần chúng ta học tập là một lần chúng ta được sống trong cái sự an lạc, gọi là an bần lạc đạo, vui trong cái việc học tập của mình. Cho dù là cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng mà chúng ta được học tập, đây là một cái niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời mỗi người. Và trong việc học ấy, thì bản thân chúng ta tự nỗ lực, nhưng mà chúng ta cũng phải có những cái bổn phận. Và trong nhà trường thì hơn ai hết, người có ân đức lớn nhất đối với chúng ta đó chính là thầy cô giáo, đó chính là những lời dạy của các bậc thánh hiền, lời dạy của người xưa, của những người có kinh nghiệm. Khổng Tử cũng nói, ba người đi cùng ta thì ắt hẳn hai người đó sẽ là thầy ta, chỉ duy nhất ta là người học trò. Hai người đi cùng ta, một người thì làm việc ác, một người làm việc thiện. Người ác thì làm thầy chúng ta để dạy chúng ta không nên làm những điều ác như họ, mà bị người đời phỉ nhổ, bị mọi người ấy xem thường. Còn người làm thiện thì rõ ràng là họ dạy chúng ta làm việc tốt. Còn duy chỉ có ta là người học trò thôi. Lão Tử cũng nói là ta có ba pháp bảo, một là cần, hai là kiệm, ba là không dám ở trên người. Là những bậc thánh nhân, là những người có đầy đủ trí tuệ mà các ngài còn khiêm tốn như vậy. Thế rồi Lenin thì nói chúng ta là học, học nữa, học mãi. Còn Bác Hồ chúng ta thì dạy sao ạ? Một dân tộc dốt là một dân tộc hèn, cho nên được đi học là một điều vô cùng hạnh phúc đối với mỗi người chúng ta. Là một điều hạnh phúc, nó là một sự hưởng thụ tối cao nhất của đời người. Có một điều mà quý vị học tập chúng ta cũng để ý thấy, người xưa chỉ nhắc tới bổn phận thôi, không nói tới quyền lợi. Đó là một lời nhắc nhở rất chính xác. Ngày nay thì người ta nhắc nhiều đến quyền lợi. Tôi học thì tôi phải được cái gì? Giống như có lần chúng tôi nói, mời em học sinh ồn ào ra khỏi lớp thì nó đứng lên nó nói với thầy là thầy không có quyền đuổi em, bởi vì em nộp tiền vào lớp này, nộp tiền đóng góp thì em có quyền được ngồi trong lớp, thầy không có quyền đuổi. Hay là người ta sẽ đặt câu hỏi là tôi đến đây học tập thì tôi được cái gì? Tôi đã đóng góp từng đấy tiền rồi thì tôi được cái gì? Người xưa thì dạy chúng ta là dĩ văn lai học, chỉ nghe thấy người đi tìm thầy thôi, chứ không thấy là thầy đi tìm học trò. Gọi là cầu học đấy. Người đi học là phải cầu học, chứ không phải là ông thầy lại làm một tấm biển thật lớn là đăng tải thông tin để tìm học trò. Như vậy là nó đi trái với đạo lý. Cho nên người xưa nói là chỉ nghe thấy trò đi tìm thầy, chứ không thấy thầy đi tìm học trò. Cho nên khi chúng ta đi cầu học,
Để nâng cao học vấn của chính mình thì chúng ta phải biết cái bổn phận của chúng ta. Chúng ta làm tốt bổn phận thì chúng ta mới có lợi ích chân thật. Gọi là một phần thành kính được một phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Chúng ta kính trọng thầy cô, làm tròn bổn phận của chúng ta đối với mọi người thì bản thân chúng ta là người có lợi ích nhất. Chúng tôi là thầy cô, nếu như mà có bậc phụ huynh nào đó mà có thái độ cung kính với mình, học sinh thái độ lễ phép với mình thì tự nhiên cảm thấy trên vai mình cái gánh nặng nó lại nặng hơn. Không biết mình có gánh vác nổi không? Lo lắng hơn. Và khiến cho chúng ta phải thúc liễm, phải nỗ lực hơn. Cho nên là khi chúng ta làm tròn bổn phận rồi thì những người thầy của chúng ta, những người mà giúp đỡ chúng ta học tập, họ lại cảm thấy họ có trách nhiệm hơn với chúng ta, yêu thương chúng ta, nỗ lực hơn để giúp chúng ta. Vậy thì đúng là một phần thành kính của chúng ta đạt một phần lợi ích. Nếu như chúng ta có 10 phần thành kính thì chúng ta sẽ có 10 phần lợi ích. Trong 4 loại giáo dục mà chúng ta đã nhắc tới ở những bài trước, đó là giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường, giáo dục xã hội và giáo dục thánh hiền, thì giáo dục nhà trường chính là tiếp nối của giáo dục gia đình. Ở gia đình chúng ta được cha mẹ dạy bảo, làm tròn bổn phận của chúng ta đối với cha mẹ, đối với ông bà. Thì lúc này cha mẹ lại tiến thêm một bước nữa, gửi chúng ta tới trường để đi học. Và thầy cô sẽ là người tiếp quản cái sự giáo dục của gia đình và bắt đầu mở rộng những cái hiểu biết, tri thức cho chúng ta, để chúng ta hiểu rõ hơn về cái bổn phận của chúng ta đối với gia đình, đối với ông bà cha mẹ. Cho nên chúng tôi vẫn nói với quý vị ngay từ đầu, đó là ở nhà thì cha mẹ dạy các con lên trường phải lễ phép với thầy cô, phải làm tròn bổn phận trách nhiệm của mình đối với thầy cô. Còn ở trường là thầy cô dạy các con sao? Về nhà các con phải hiếu thảo với cha mẹ, với ông bà, phải làm tròn bổn phận của người làm con đối với ông bà cha mẹ. Đây chính là một cái sự phối hợp rất tuyệt vời trong giáo dục để hình thành nên một tính cách của một con người. Nếu như giáo dục gia đình mà bị thiếu khuyết ở một cái điểm nào đó thì lên giáo dục nhà trường chúng ta sẽ có những cái khó khăn. Và điều này bản thân chúng tôi cảm nhận rất rõ. Những học sinh cá biệt, những em học sinh phát triển không bình thường về nhân cách đạo đức thì khi tìm hiểu ra thì đều có cái nguyên nhân là do giáo dục gia đình có vấn đề. Và ngày nay thì đa phần là ly hôn, ly thân, gia đình không hạnh phúc, ảnh hưởng đến các con rất nhiều rất nhiều. Cho nên là chúng ta phải có sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường để hình thành cho các con của chúng ta có một cái tính cách, có một cái nhân phẩm đạo đức tốt đẹp. Thì từ cái nền tảng nhân phẩm đạo đức thì các con sẽ tiếp thu thêm tri thức và tài năng để có thể giúp cho gia đình, giúp cho xã hội. Ở bài học đầu tiên thì chúng ta học tập cái đề tài về trường học, nói đến trường học. Ở trong bài này thì có hai câu thơ: khuyên con khuya sớm chuyên cần, học hành có chí, lập nên thân người. Bà ngoại của chúng tôi cứ mỗi lần mà lớp làm con phải hiếu mà
tập trung thì có cơ hội lại mời cụ xuống để cụ tham gia với lớp học và mời cụ phát biểu. Năm nay cụ cũng đã 85 tuổi. Thì cụ nói rất là hay. Cụ nói rằng là cha mẹ sinh ra chúng ta cho chúng ta cái thân người này, chúng ta có cái hình người này. Nhưng nếu như mà chúng ta không được học thì nó chỉ là cái thân người thôi. Cho nên làm người thì phải học. Thì ở trong này nói là học hành có chí lập nên thân người. Cho nên khi chúng ta dẫn dắt con cái thì không phải là nói với con là học đi để mà sau này còn có cái nghề, cái nghiệp mà còn kiếm tiền. Phải học cái nghề này thì mới nhiều tiền này, nghề kia là ít tiền này, làm cái nghề này nó mới cao quý này, nghề kia thì nó thấp hèn. Chúng ta hướng dẫn con như vậy thì nó không hiểu là nó đi học để làm cái gì. Nó chỉ nghĩ là đi học để kiếm tiền thôi. Chỉ là đi học để mà có cái nghề thôi. Chứ không phải là học để làm người. Làm một người chân thật khó lắm. Làm người chân thật là phải biết bổn phận, phải biết trách nhiệm, phải biết nghĩa vụ. Chúng ta gọi là đốn luân tận phận. Vậy thì học như thế nào? Học tập là một cái niềm vui nhất trong cuộc đời chúng ta. Nhưng mà có nhiều bạn cũng than phiền ấy. Đi học bây giờ khổ quá. Học sáng, học chiều, rồi là thứ bảy, chủ nhật cũng phải học nữa. Rồi ban ngày học thì ban đêm có học không? Học cả buổi tối. Tức là học không thấy cái niềm vui trong học tập. Chỉ thấy cái sự vất vả, khổ cực của việc học tập thôi. Thế nhưng mà tại sao có rất nhiều người lại cảm thấy thích học, cảm thấy hạnh phúc khi được học? Và học tập đối với họ là một sự hưởng thụ. Khi một người có cái tâm hiếu thảo rồi ấy, đối với cha mẹ rồi ấy, thì người xưa nói là bổn lập nhi đạo sinh. Cho nên Khổng Tử mới dạy một câu đó là gì? Lập thân hành đạo, dương danh hậu thế, vinh hiển cha mẹ, đó là tận cùng của hiếu đạo. Vậy thì nếu như mà một đứa con mà muốn báo hiếu cha mẹ mà không học tập thì lấy cái gì để mà báo hiếu cha mẹ? Lấy cái gì để dương danh với hậu thế? Lấy cái gì để có trí tuệ? Vậy thì khi mà cái hiếu này đối với cha mẹ mà nó đủ lớn rồi thì việc học tập của con cái sẽ không cần phải nói thì con nó vẫn làm. Cho nên là ngày nay thì chúng ta cứ phải dục con cái là đi học đi. Không học thì thi sẽ bị điểm kém. Không học thì sẽ thế này, sẽ phải thế khác. Nhưng mà có những đứa trẻ không cần phải nhắc, nó cũng vẫn tự giác đi học. Thậm chí là cha mẹ phải nhắc là thôi nghỉ đi, muộn quá rồi. Bởi vì nó thấy thực sự là học tập có lợi ích, thực sự có hứng thú. Nhất lại là những đứa trẻ hiếu thảo, học tập đạo đức. Học tập rồi thì mang ra thực hành thì cảm nhận được cái niềm vui của cha mẹ. Nó cảm thấy hạnh phúc khi cha mẹ vui vẻ. Cảm thấy cha mẹ hài lòng là nó rất hạnh phúc. Vậy thì nó lại càng nỗ lực. Nhưng mà con số này thật sự không nhiều, rất là ít. Khi mà hiểu được cái lợi ích chân thật rồi thì sẽ nỗ lực, cần cù, học tập, không ngừng nghỉ để thành tựu chính mình. Cho nên khuya sớm chuyên cần nó là như thế.
thức khuya dậy sớm để học tập. Ban ngày thì làm việc, đêm về thì học tập. Không ngơi nghỉ, lúc nào cũng học, lúc nào cũng đọc. Và học tập thì vì sao lại không vui? Vì sao lại không kiên trì? Bởi vì không có chí hướng, không có lập chí. Người xưa thì lập chí là tại thánh hiền, tức là học tập để thành thánh, thành hiền. Còn ngày nay thì lập chí thành cái gì ạ? Câu hỏi này chúng ta phải tự trả lời. Nếu như lập chí không rõ ràng, không đúng, không xa, không rộng, thì đi đến nửa chừng thì chúng ta sẽ phải dừng lại. Bởi vì không đi được nữa, bởi vì gặp khó khăn, gặp trắc trở. Để lập chí cao rộng, lập chí thành thánh, thành hiền, thì có gặp khó khăn thì cũng giống như gặp bụi cây, bụi cỏ thôi, cũng vượt qua được một cách dễ dàng. Cho nên là phải lập chí thành người tốt. Và trường học chính là cái nơi để cho chúng ta nỗ lực, để cho chúng ta lập cái chí này, hoàn thành cái chí này. Thực tế là ngày xưa những người mà làm quan ấy, thì quý vị thấy là đều là những người đỗ đạt. Họ học tập là học tập ở đâu? Học tập từ gia đình. Sau đó cũng là đi chăn trâu cắt cỏ, rồi là đến nhà thầy để học. Thì vừa học vừa làm. Thầy giáo nuôi, thầy giáo nuôi ăn, nuôi học, và hướng dẫn vừa học vừa làm. Thế và rất nhiều những tiến sĩ của chúng ta thì đều xuất thân từ bần nông thôi. Bố mẹ làm nông, bản thân những cái vị học vấn cao rộng của chúng ta đều là những người xuất thân từ quê nghèo mà lên chứ. Chứ có phải là các con đầy đủ như ngày hôm nay đâu. Thế nhưng mà họ lại thành tựu, họ lại học tập được. Khi họ học ở nhà, họ học thì họ đã nỗ lực rồi, nhưng khi đến trường thì học tập còn có chúng bạn. Học thầy không thầy học bạn, tức là đến trường rất vui, học rồi còn được chơi, rồi còn có bạn học. Sinh ra ta là cha mẹ, thành tựu cho ta là thầy bạn. Có thầy, có bạn. Cha mẹ sinh chúng ta là người thầy đầu tiên của ta, dạy dỗ chúng ta. Thế rồi là chúng ta được đi học, thì thầy và bạn là người sẽ thành tựu đạo nghiệp cho chúng ta, thành tựu sự nghiệp cho chúng ta. Cho nên cái việc đi học là một điều hạnh phúc. Không đi học thì không thể tiến bộ được. Ở phần tiểu dẫn thì có một cái bài văn như thế này, xin phép được đọc quý vị. Đồng hồ sắp đánh 8 giờ, học trò tấp nập đi học, lũ năm, lũ ba, tay cắp sách vừa đi vừa nói chuyện, vui vẻ. Đến trường ai nấy vào bàn học, các lớp học đều rộng rãi, mát mẻ. Thầy giáo hết lòng dạy các cậu, mà các cậu học hành rất chăm chỉ. Sự học hành cần lắm, ta phải rủ nhau đi học, có học mới khôn được. Đây là những lời dạy của lớp Đồng Ấu. Của lớp Đồng Ấu. Chúng ta thì học tập lại, nhưng chúng ta nhìn ở góc độ của người lớn, cũng giống như lúc đầu chúng tôi nói. Cái cách học của chúng ta là lấy cái ý nghĩa từ những câu nói của người xưa, chứ không phải là chúng ta dựa vào cái chữ nghĩa để chúng ta học, mà lấy từ cái ý của người xưa dạy để chúng ta học.
Ở đây tôi thấy có một câu nhắc nhở chúng ta là sự học cần lắm. Ta phải rủ nhau đi học, có học mới khôn được. Ngày xưa thì chắc là có nhiều người không chịu đi học, cho nên là có bảo đi học cũng không đi học, vì còn lo miếng cơm manh áo mà thời gian đâu mà đi học. Cho nên thật sự có những người lập chí thì người ta mới đi học. Còn ngày nay thì 100% chúng ta được học tập. Nhưng mà có thấy cái việc đi học là việc quan trọng hay không? À, có ham thích đi học không? Và có cảm thấy mình học khôn lớn lên không? Hay là thấy mình học càng khổ? Càng học càng khổ. Đối với những người học tập xong rồi, có bằng cấp rồi, thì có cần học nữa hay không? Vẫn phải học. Bởi vì sự học cần lắm mà, học nữa học mãi, học suốt đời mà. Tại sao có những người bằng cấp rất cao nhưng con cái vẫn hư hỏng? Họ vẫn đau khổ. Thế rồi khi tiếp xúc với giáo dục thánh hiền, họ mới vỡ òa. Tại sao những kiến thức như thế này mà trước đến nay mình không biết? Ngày nay có những thống kê là những người mà có bằng cấp ấy, tỷ lệ ly hôn lại cao, cao hơn là những người không có bằng cấp. Để đáng nhẽ có bằng cấp rồi thì những cái nhận thức của chúng ta về mọi phương diện là chúng ta phải hơn hẳn những người bình thường chứ. Vậy tại sao mà chúng ta vẫn không thể giữ được hạnh phúc gia đình? Đối với cha mẹ, đối với anh em chị em thì không làm tròn bổn phận, không làm tròn trách nhiệm. Anh em chị em trong nhà thì càng ngày càng xa cách, bởi vì chúng ta học thức cao quá, mọi người cảm thấy không với được. Còn chúng ta về thì một hai là muốn dạy người khác, bởi vì cũng xem thường người khác. Anh em không bằng mình có bằng cấp cao như vậy. Cho nên khi tiếp xúc với lời dạy thánh hiền thì họ mới vỡ òa, hóa ra xưa đến nay anh em không hòa được là cũng là tại mình. Bố mẹ không tin tưởng mình cũng là tại mình. Vợ không tin tưởng mình, không nói chuyện được với mình là cũng là tại mình. Con cái nói không nghe lời cũng là tại mình. Vậy thì bằng cấp rất là cao nhưng mà cuối cùng là cũng không có hạnh phúc trong cuộc đời. Cho nên cái sự học này rất cần. Theo tiếp theo cái giáo dục gia đình thì chúng ta đi ra ngoài, tiếp xúc với người, với việc. Trong công việc chúng ta tiếp tục học tập. Và có rất nhiều người có bằng cấp, có kinh nghiệm xã hội nhưng họ cũng vẫn thất bại. Bởi vì những cái lời dạy căn bản của Thánh Hiền để giúp chúng ta làm một con người như lúc đầu chúng tôi nói thì lại cũng không được tiếp xúc. Cho nên mới nói thăng hoa của giáo dục và hoàn thiện giáo dục chính là giáo dục Thánh Hiền. Bởi chỉ rõ cho chúng ta là phải làm gì. Chúng ta phải quay lại với cái tánh thiện vốn có của mình. Thánh Hiền là hướng dẫn chúng ta quay lại cái tánh thiện vốn có của mình, trong cái cách đối nhân xử thế, đối người tiếp vật. Dạy chúng ta làm tròn bổn phận, làm tròn trách nhiệm. Đó chính là gì? Chính là luân lý đạo đức. Chúng ta phải hiểu rõ các mối quan hệ trong ngũ luân và phải hiểu rõ về lý. Là ngọc bất giác bất thành khí, nhân bất học bất chi lý. Người không học thì không biết lý, không biết đạo. Cho nên là chúng ta, dù chúng ta ở bất cứ cương vị nào, chúng ta có là ai, thì cái việc học vẫn là việc rất cần. Sự học hành cần lắm. Học rồi phải đi đôi với hành. Học là để hành, hành là để giúp cho việc học của chúng ta càng thêm thấu triệt, rõ ràng. Và hai cái này nó bổ trợ cho nhau.
nó tương trợ, tương hỗ lẫn nhau. Nó giống như là người xưa ví giống như hai cánh của con chim. Con chim nó phải có hai cánh, giống như xe phải có hai bánh thì nó mới có thể đi được. Chim phải có hai cánh mới có thể bay được. Học mà không hành ấy, thì là tăng thêm tà kiến, tà chi tà kiến. Hành mà không có học ấy, thì tăng thêm vô minh, tức là nhiệt tình cộng với ngu dốt là đại phá hoại, chúng ta vẫn hay nói. Cho nên học hành là nó phải hỗ trợ với nhau, rất là cần để giúp chúng ta hoàn thiện. Ta phải rủ nhau đi học. Bây giờ thì không có ai phải rủ ai nữa rồi, ai cũng phải có ý thức để đi học rồi. Nhưng mà đó là cái học thức thông thường. Còn đối với học tập luân lý đạo đức, học tập thánh hiền, thì nếu như không rủ, không chia sẻ thì người ta sẽ không biết. Hôm qua có người nói với tôi là có một cô bạn, cô rất là cảm ơn. Ngày nào cũng cảm ơn cả. Cảm ơn cái gì? Cảm ơn là cảm ơn chị đã cho giới thiệu em vào lớp đạo đức để em học, giới thiệu em vào cái lớp học vấn dạy con, lớp nữ đức để em học. Em học thì em mới biết em còn sai nhiều quá chị ạ. Sai nhiều quá. Em cảm ơn chị lắm, em thấy thích lắm, thích học lắm. Thế nếu chúng ta không rủ, không nhắc nhở thì họ làm sao họ biết được để họ học? Chúng ta có thể rủ bằng cách là mời họ vào tham quan học tập, nhưng mà cái cách đó có thể sẽ không hiệu quả bằng là chúng ta phải học tập thật, chúng ta phải thành tựu thật, chúng ta phải có cái sự thay đổi thật, thì khi mà họ nhìn thấy sự thay đổi của chúng ta thì họ mới cảm động. Gọi là chánh kỷ hóa nhân, ta phải làm cho chúng ta đoan chánh, làm ta tốt trước đã, thì tự nhiên người khác sẽ được cảm động. Nhưng mà nếu chỉ làm cái cách thứ hai ấy, thì có khi cũng, chúng ta cũng bỏ sót rất nhiều người. Họ cũng chưa đủ cái duyên chín mùi để mà họ hiểu. Thì chúng ta cũng phải kết hợp cả việc nói và làm. Cho nên học tập thì phải có nhiều người cùng nhau học tập. Người xưa nói chúng ta là muốn đi nhanh thì chúng ta đi một mình, nhưng mà muốn đi mà bền ấy, kiên trì không bỏ cuộc thì phải đi nhiều người để giúp nhau, tạo động lực cho nhau để cùng nhau học tập. Có học mới khôn, mới khôn được. Có học mới khôn được. Ở đây chính là cái trí tuệ. Chúng ta học tập mới mở mang trí tuệ. Người có trí tuệ thì khi giải quyết một công việc nào đó họ rất là hanh thông. Mà trí tuệ chỉ có thực sự khi cái tâm người có cái sự thanh tịnh, có cái sự tĩnh lặng. Khi chúng ta học rồi thì chúng ta mới biết là những cái thứ chúng ta học từ xưa đến nay thật ra lại ít sử dụng. Còn những cái chúng ta thường xuyên phải dùng tới thì lại chúng ta lại chưa được học. Tôi nói ví dụ như là trong công việc phải đối xử với đồng nghiệp như thế nào. Trong gia đình thì giữa chồng và vợ phải như thế nào để có được hạnh phúc. Làm thế nào để giáo dục con cái tốt. Làm thế nào để với gia đình và xã hội có được sự hài hòa. Thì cái này rất cần chúng ta, hàng ngày chúng ta phải dùng nhưng mà chúng ta lại thiếu kiến thức. Nhưng khi chúng ta có trí tuệ, cái trí tuệ này là trí tuệ người xưa nói là trí tuệ vốn có của chúng ta ấy. Trí tuệ vô sư, gọi là trí tuệ vô sư. Vô sư là không có thầy, không có thầy nhưng mà nói đến cái gì là họ thông đạt cái đó. Vậy thì cái này nó là gì? Nó chính là cái tự tánh của chúng ta, cái bản tánh vốn có của chúng ta. Khi một người có cái tâm chân thành học tập thì người xưa dạy là trí thành cảm thông. Cái sự thành kính, cái sự chân thành của chúng ta đạt đến mức
cao nhất rồi thì chúng ta sẽ thông, sẽ hiểu. À, mình phải làm như thế này mới được, làm như thế kia mới được, làm như này mới đúng, làm kia mới đúng. Đó là trí tuệ chân thật của chúng ta. Cho nên chúng ta thật sự là chúng ta phải học. Chúng ta đã học tốt từ xưa đến nay rồi thì bây giờ chúng ta lại phải nâng thêm một bước nữa để chúng ta hoàn thiện. Và càng học thì chúng ta càng thấy thiếu, càng học càng thấy mình kém cỏi. Người thật sự học ấy, thì sẽ thấy mình, hàng ngày sẽ thấy lỗi của mình. Mình thấy mình kém cỏi thì đó mới là người biết học. Còn không học thì thấy cái gì mình cũng đúng cả. Mình chẳng sai gì cả, mình đang sống tốt đấy, chẳng có lỗi với ai. Cơm mình ăn, áo mình mặc không liên quan đến kinh tế, tiền bạc của ai cả. Tôi đang sống rất tốt, chẳng cần phải học gì nữa cả. Nhưng mà khi học rồi thì chúng ta mới thấy là ồ, không được rồi, sai nhiều quá rồi. Thôi mau mau mà học, già mất rồi. Bây giờ mà không học thì không kịp nữa. Đó, cho nên là học mới có khôn, nó là như thế. Thật sự là chúng tôi cảm thấy chúng ta đang rất hạnh phúc, bởi vì chúng ta được học. Trong số những người mà nghe tôi nói đến cái đoạn này thì chắc chắn là sẽ cảm thấy mình rất hạnh phúc. Còn những ai mà chỉ nghe cái khoảng đầu mà tắt rồi thì không nghe được đến khoảng này thì cũng, chúng ta cũng thông cảm cho nhau thôi. Bởi vì là bản thân chúng tôi thì cũng là người đang học. Nói ra đây là để cho tự mình học, tự mình thay đổi. Còn ai có duyên với mình thì cùng học với mình. Nhưng mà quả thật là quý vị có thấy không ạ? Chúng ta được học tập là chúng ta rất hạnh phúc. Hạnh phúc nhất là được đi học. Chúng ta học thì chúng ta mới thấy là học mới có khôn. Người xưa chỉ thẳng cho chúng ta học mới có khôn, có trí tuệ. Còn không học thì không biết được. Cuối cùng có một câu cách ngôn: bé chẳng học lớn làm gì. À, đây là nhắc nhở các con của chúng ta, nếu như mà không học hành tử tế thì lớn lên biết làm cái gì, làm được cái gì nên hồn. Các cụ chúng ta nói không làm cái gì ra hồn cả. Và ngay bản thân chúng ta khi mà làm cha mẹ, làm thầy cô rồi mới thấy năng lực của mình kém quá. Thời gian trước đây rất nhiều thời gian thì không học, lãng phí thời gian vào những trò vô bổ. Bây giờ đến lúc cần dùng thì thấy mình quá non yếu, cái gì cũng thiếu cả. Mình sắp lấy chồng rồi thì mình cũng không biết về nhà chồng mình phải làm thế nào để làm một người con dâu tốt. Mình đã là mẹ rồi, không biết làm cách nào để mà có thể dạy con tốt, nuôi con tốt được. Làm cha cũng không biết thế nào để làm người cha tốt. Làm thầy cô giáo cũng không biết làm thế nào để mà có thể dạy học trò tốt. Thấy mình thiếu quá. Càng học càng thấy mình thiếu, càng học càng thấy chưa đủ. Cho nên là người xưa dạy chúng ta thực sự là rất hay, nhưng chúng ta lại không để ý. Là thiếu tráng bất nỗ lực, lão đại đồ sinh vi. Tuổi trẻ không nỗ lực thì đến lúc già đau khổ, hối tiếc. Thì hy vọng rằng để chúng ta có nhiều thời gian để học tập cùng với nhau. Tương lai không biết thế nào, nhưng được học tập cùng nhau mỗi ngày là điều hạnh phúc rồi. Xin kính chúc tất cả quý vị học tập luôn luôn có được niềm vui và chúng ta có được lợi ích áp dụng vào trong cuộc sống như công việc của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị.